Tôi xin chào bạn, hôm đã quay trở lại với channel mình cho bạn. Hôm nay mình đi ra đồng nhặt trứng vịt các bạn. Đây bà ơi, bây giờ anh em tụi mình được một quả rồi bạn. Giờ đi thêm tiếp rồi bạn. Vịt đây bạn, có bài vịt đây em trước đó bà ơi. Khá là nhiều bạn. Cứ được cho lượng nhiều, cứ được cho. Cứ được cho. Các bạn bây giờ đi lượng trứng vịt các bạn. Đi tìm thử mấy ngọ rơm này có ổ trứng vịt nào không bà. Và vịt mới ăn ở đây xong biết có đẻ đang quá rồi. Ồ, trước có quả này bà ơi. Ba quả luôn bà. Rất nhiều trứng luôn bà ơi. Ồ, được ổ trứng luôn bà. Đây 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 đây. Để cho bà xem này, đây. Một ổ trứng luôn bà. Trứng vịt đẻ rất nhiều luôn bà ơi. Do người này hỏi mình hoa đi tìm đó bạn, được nhiều rất nhiều trứng bạn. Bây giờ anh em tụi mình sẽ đem theo chân anh em tụi mình về làm món trứng nước đất sét nha bạn. Bây giờ anh em tụi mình sẽ lấy đất sét về đắp vào lồng cái lò nướng trứng thôi bạn. Đây bạn, bây giờ anh em tụi mình sẽ lấy đất sét ra bạn ơi. Đó bạn, bây giờ tụi mình sẽ lấy đất sét các bạn ơi. Ok anh em tụi mình đã lên tới cái ngôi nhà hiện thoại của tụi mình đây bạn. Đây bạn, tụi mình sẽ bây giờ sẽ nướng trứng đây ngọn cây luôn nha các bạn. Đây bạn, bây giờ anh em tụi mình sẽ đắp cái khung này để nướng trứng nha bạn. Bây giờ các bạn theo dõi clip của anh em tụi mình nha. Đây, chữ này xuống. Rồi bây giờ đắp thôi các bạn ơi. Đây bạn, giờ anh em tụi mình sẽ đắp lên thành cái bếp, thành cái lò để nướng trứng nha bạn. Đây bạn, xây luôn cái lò luôn bạn ơi, xây luôn cái lò lên cây luôn. Nó chắc luôn mới được. Xây luôn. Xây thành một cái lò luôn á bạn. Đây anh em ơi, đi lên cây mình qua luôn. Nó rung quá đi. Càng quá. Càng quá. Càng quá. Để mà dính đi để đâm củi vô chứ. Cơm bắt đầu chưa, đâm củi vô bạn. Đậu đi két đi. Két đi. Vô dài này luôn. Đi thôi. Không nhiều nữa. Chỉ là chọn cù lên đã chi gót sao? Cái này là đất dưới mà. Đồng quay nha. Cái đồng quay. Biết rồi. Đây anh em ơi, bây giờ anh em tụi mình sẽ lồng cái lò để nướng lên cây luôn các bạn. Đây bạn, cái lò bằng đất sét không ơi. Cán vào đây được nhỉ? Được mấy quả rồi. Cái anh em tụi mình sẽ nhân lửa nướng trước thôi bạn.
Bây giờ các bạn theo dõi clip mình này, nếu clip mình hay thì cho mình xin một like nha bạn. Đây bạn, bây giờ anh em tụi mình bắt đầu nhen lửa để nướng cái lò nướng trứng này bạn. Đây bạn, nướng trứng, lò nướng trứng của mình đây. Đây. Trứng này bạn, trứng mình đã bỏ lên lò rồi nha bạn. Bây giờ thì mình sẽ chờ cho lửa đỏ mình nướng thôi bạn. Lò thấp rồi. Khói nó bốc lên từ lò này bạn. Cái nhà ngôi nhỏ mình đây bạn. Ngôi nhỏ trên cây luôn nghe bạn. Đây anh em ơi, bếp lửa mình đã đỏ rồi nha anh em. Bây giờ anh em tụi mình sẽ ngồi chờ đợi thôi anh em ơi. Anh em có bạn cùng chờ đợi theo mình nha. Đây các bạn, bếp lửa mình đã đỏ rồi bạn, cho củi vô lên nè. Bây giờ mình chờ đợi xíu nữa trứng nó chín rồi mình review cho anh em xem nha. Bây giờ mình đã có được. Đây bạn, các bạn ngó cái màu đất sét này. Bây giờ nó đã chuyển sang màu đen rồi bạn. Đây. Nó chuyển sang thành màu đen rồi bạn. Nâu luôn bạn ơi. Nó giống như mùi màu linh các bạn. Bây giờ anh em tụi mình chờ cho nó chín thôi bạn. Chụp chụp lửa mạnh vào cho nó nhanh. Mọi nhìn khói nó ra từ cái khói mình này. Đấy, thấy chưa? Đó, đây bạn, phúc thôi bạn. Ok anh em. Bây giờ trứng của anh em tụi mình cũng đã chín rồi bạn. Đây các bạn, trứng đã nứt cái ra lòng bời. Nó bùng bỏ cái lòng ra này bạn. Đấy các bạn thấy rõ không? Đây, quay cho bạn xem này. Đây, nó nứt ra hết trơn này. Rồi bây giờ anh em tụi mình sẽ dỡ mớt rồi bạn. Ở trên cây không có dụng cụ gì, mình dùng theo phong cách sinh tồn luôn bạn ơi. Chở bằng cây luôn ạ. Thôi, đó bây giờ anh em tụi mình thực tế rồi. Lấy trứng rồi. Lấy trứng rồi lấy. Bây giờ tụi mình sẽ lấy trứng bỏ ra đây các bạn. Bất kỳ giờ nó cháy đen luôn bạn ơi. Các bạn nhìn thấy nó cháy đen luôn bạn ơi. Cái nào cái này nổ bung hết luôn ạ. Các bạn. Bây giờ anh em tốt để giờ anh em ngồi vào thưởng thức thôi bạn. Vào các bạn nhìn cái này này. Nó bé đen xì luôn bạn. Không coi ăn được không các bạn. Ồ, nước chảy bạn ơi. Sẽ ăn mình review cho bạn xem này. Còn mấy cái này. Nè. Mình chín nhé. Trời, mình được cá mà trời. Có tiếng heo luôn nè. Còn cá nữa mà đó. Mình ăn heo cá thật. Đó, tại chẳng ăn rồi cá này cá thứ tư. Nè, ý là ăn kiểu hả? Ăn lùm hư cái trần nó quá nữa. Nên là lỡ ve bỏ. Ngon lắm rồi. Trái nó giòn. Giờ mình sẽ khư trái này ra cho mời bạn miếng này. Cho cái đất sét này dính vào trong quả trứng vịt nè. Giờ này cái tay mình nó hơi đen nha bạn. Mọi thông cỡ cho mình nha. Mình xuống tay ra bạn. Chứ mà các bạn giờ nói mình dơ nè. Ui, bà ơi. Ui. Không biết cái quả này có chín không bạn ơi. Đọc review cho bạn xem. Chín rồi bạn. Nghĩ chắc là chín rồi bạn. Mình nướng hai lần luôn rồi, chứ sao không chín nữa thôi á. Vào bạn này.
quay cho bạn xem này. Đó, mình khơi vô này. Giờ nó rất là dễ khơi luôn nha các bạn. Hồi nãy mà nó còn hồng đào các bạn, mình khơi nó rất là khó luôn ạ. Bây giờ nó chín rồi mình khơi rất dễ luôn nè bạn. Wow, nóng quá bà ơi. Nóng quá bà ơi. Nóng quá. Nóng quá bà ơi. Wow, rất là ngon luôn. Nóng quá bà ơi. Đó không ạ. Tiếng mật. Bây giờ trứng chín hết luôn rồi các bạn. Đây. Rồi mình mời, mình chấm miếng muối, mình mời các bạn một quả nữa nè. Đây. Mời các bạn một quả nha. Đây các bạn. Ok các bạn gắn đi. Ok các bạn. Rồi. Bây giờ mình ăn, mình review cảm nhận cho bạn xem nè. Để mình cảm nhận cho bạn xem nè. Ăn cái màu trắng trắng là nó rất là bùi. Còn bên trong cái phần đỏ đỏ này ăn rất là béo. Và cặp thêm một muối, một chút mặn mặn của muối. Và một chút cây cay của ớt. Rất hòa tan và rất là phê các bạn ơi, rất là feel luôn. Nói chung là rất là ngon ạ. Ngon quá nè bạn. Trứng nướng rất xác rất là ngon nè. Anh em nhìn cái trứng này, nó đỏ nè, chỗ này nó còn hồng đồ nè. Đây. Em thấy đó không? Đấy, ngon lắm anh em ạ. Khó bài luôn. Mở các bạn nha. Nhặt cho anh em lấy đi bạn. Đây. Ngon quá bạn. Rất là ngon luôn các bạn. Cái lạ đấy là đi đây mới ngon. Đây. Quá đã. Quá đã. Quá phi. Quá phiêu. Quá ngon. Quá ngon. Đâu? Bây giờ anh em tụi mình cũng ăn đã hết nha bạn. Bây giờ clip này mình kết thúc ở đây bạn. See you later các bạn. Bye bye.